Hello, chào các bạn, thì hôm nay mình tiếp tục chơi vị tướng Pháp sư Tunen cùng với cái bộ trang phục soái ca với cái mái tóc bạch kim nhà thám hiểm Tunen. Ở đây là một pháp sư rất được mong chờ của trò đánh cân mobile, sẽ gọi là một cái ứng cử viên sáng giá cho cái ngôi vị top, gọi là top 1 pháp sư đường giữa đánh cân mobile. Ok, thì Tunen mình đã chơi cũng khá nhiều rồi anh em ơi. Đó, chơi khá nhiều Tunen rồi, cũng làm khá nhiều video clip Tunen rồi. Trong clip này mình sẽ chủ yếu là review anh em cái bộ trang phục nhà thám hiểm thôi. Đấy, với cái mái tóc bạch kim và cái bộ trang phục màu xanh. Ok, chiến công đầu. The Flash phiên bản điểm số với cái tốc độ bàn thờ. Và Tunen là một cái tướng có khả năng đào lên ganh rất là tốt. Nhưng mà để ganh hiệu quả anh em nên tích lũy 3 điểm mà của chiêu 2 nhá, và cố gắng trước khi vào giao tranh em lấy bắn chiêu 1 phát để lấy nội tại. Đấy rồi, đấy thì mình sẽ có nội tại ngay khi dùng chiêu 2. Chiêu 2 thì anh em cố gắng nhảy sát tướng địch thì sẽ gây được 2 điểm nội tại, bởi vì lúc đó anh em sẽ gây được 2 lần sát thương phép bằng, và khi gây 2 lần sát thương phép bằng cái chiêu thứ 2 thì tướng địch sẽ bị làm chậm rất nhiều, rất đủ thời gian cho Tunen dùng các kỹ năng khác, và cái đòn sát thương từ nội tại sẽ rất là mạnh. Ở vị tướng này mạnh ở cái nội tại anh em ơi, nội tại đồ điện. Rồi, kỹ năng mình đã phân tích anh em rất nhiều rồi, các bạn có thể tìm lại vị kỹ năng của video clip cũ nhá. Còn trong trận đấu lại chủ yếu là soái ca sẽ quẩy thôi. Bộ trang phục rất đẹp anh em ơi. Ở cái skin này thì nó chưa ra mắt trong bản test nhá, mình mod được. Mod để làm clip vui thôi. Đấy. Ok. Nagrod này, anh em nhảy qua tường nhá, con này nhảy qua tường phải áp sát tường mới nhảy được. Rồi, dùng chiêu 1. Với cái khoảng cách nhảy của con Tunen này nó không được dài cho lắm đâu. Nếu mà nó nhảy xa nữa thì nó bá đạo quá. Ôi ôi, đẩy xa thế rồi. Qua đấy không hiểu sao mà bạn Moren đẩy rất là xa. Superman này, chiêu cuối này, ơi không chết rồi. Vẫn còn hơn 30% máu và không chết, nhưng mà thanh niên làm gì vậy? Gần hết máu rồi còn cố ha mạng kìa. Ok, trang bị Tunen thì mình rất thích sử dụng trang bị kiểu mình để bên dưới nhá. Cái trang bị này sẽ phát huy được sức mạnh của Tunen, còn có khả năng khống chế nữa. Rồi, nhảy phát nữa là có lỗi tài này. Đó, ôi thôi nữ bố. Thôi thanh niên nữ bố ra thì mình sắp mặt rồi. Thôi. Cú người. Nhưng bạn đảo lên ganh, không có lưu bố nào là mình vào đấy có khi ăn được mạng. Tunen là một trong những vị pháp sư cầm cái bản bổ trợ bất tử, sẽ phát huy được rất nhiều sức mạnh. Anh em ơi, ở đánh như kiểu nào đi ao mà. Nói chung là cùng ở cái cung điện ánh sáng với nào đi ao. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng mạnh không kém gì Naudiel đâu, có thể là hơn chứ không kém bao giờ, không bao giờ kém nhá. Bởi vì Tunen nó mạnh từ đầu game anh em ơi. Nó mạnh từ đầu game mình đến cuối game. Rồi, hay quá. Là cái đó này. Anh em chú ý nha, cái việc nó dồn sát thương bằng cái chiêu nội tại nội điện trong vòng 1 giây thì cái lượng sát thương kia gây ra sẽ bị giảm đi nhá. Nếu mà nó cách giãn 1 giây thì nó lại lượng sát thương rất là lớn.
nó hổ báo lên đánh Tulen phải hổ báo bằng chiêu 2. Thì anh em mới gây sát thương phép 2 lần liên tiếp bằng chiêu 2. Và khi đó làm trận tướng địch rất là bá đạo. Rồi đấy anh em thấy chưa? Ở cái tia đầu tiên thì 600 sát thương phép, tia sau thì hơn 100 sát thương phép thôi. Bởi vì nó tấn công liên tục mà. Và trong vòng 1 giây thì nó bị sốc giảm sát thương. Rồi. Ô vai super chiên. Super bị làm chậm này anh em ơi đấy. Nhạc chiêu 2 liên tiếp thì bị làm chậm và tự động cái nội tại tấn công thôi. Đó. Rồi vào đây vào đây vào đây. Ôi bất tử này vào đây. Giờ Flash mình bật bất tử là phế chiêu ngay mà. Lại thử Moren nè. Rồi vào đây vào đây vào đây. Thôi 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 mình đùa thôi, mình đùa thôi. Ui đấm ghê vậy. Nhảy ngược lại chiến luôn. Đấy. Các bạn thể thấy cái lượng sát thương của Tulen chưa? Rất là lớn. Ít máu nhưng mà không phải xoắn đâu. Rồi vào đây vào đây. Vừa đánh kìa, vừa đánh vừa chạy. Tulen rất là mạnh. Phóng 3 tia chuẩn xác rồi. Có chiêu 2 đã tiếp tục có lộ tại. Đấy. Đồng thời làm chậm được nữ bố nhá. Nữ bố lại lên bảng đến số. Rồi thanh niên, còn thanh niên kia chạy vào đây. Thì cho bạn chiêu cuối nhá. Đấy, con Tulen này anh em dùng chiêu cuối để kết thúc tướng địch thì sẽ rất là mạnh. Bởi vì khi anh em dùng chiêu cuối kết thúc tướng địch thì nó sẽ mang cho anh em một cái điểm nội tại luôn. Nghĩa là anh em sẽ có nội tại nội điện luôn, 5 điểm luôn. Và thứ hai là anh em có thể là hồi gần như hồi chiêu cuối ngay lập tức. Đấy, dùng chiêu cuối để kết thúc tướng địch rất là hay. Về lượng sát thương nó càng mạnh khi tướng địch càng ít máu mà. Các bạn nhìn thấy những pha Arblay ít máu mà chấp người nhiều máu hơn mà vẫn có thể tiêu diệt dễ dàng. Các thấy sức mạnh của tướng này là có đâu rồi. Chạy nhanh thế, mình không phải tàu bạn ơi, đây là chữ Hàn Quốc nhá. Tên này là chữ Hàn Quốc, Pentastorm. Lên bảng đến số này, chơi nhầy mình. Đấy các bạn thể thấy dùng chiêu cuối kết thúc thì tướng địch có đến chạy đằng rời. Anh em chú ý nhá, những chiêu cuối nó sẽ bị cản bởi tướng địch khác. Nó không bị cản bởi lính hoặc quái, nhưng mà sẽ bị cản bởi tướng địch khác. Nếu đồng đội team bạn mà che chắn cho thì vẫn có thể thoát được. Vãi cả thanh niên là Cross nịnh tàu. Batman thì tưởng mình là tàu. Mà tên là tên là tiếng Hàn Quốc. Thanh niên Nala Cross thì bảo nịnh tàu thì quá nhục. Đúng, nịnh tàu thì nhục thật. Tao đánh Tulen bá quá, chán rồi. Thực sự thì vị tướng Tulen này rất là bá. Ok. Nó rất là khỏe và rất là bá. Không biết khi ra mắt trong bản chính thức thì nó sẽ được bán với giá bao nhiêu. Mình nghĩ là Pháp Sư thì vẫn bán giá Pháp Sư thôi. Vẫn là 250 quân huy. Chứ không phải vào kho báu đâu, các bạn đừng nghĩ nó vào kho báu. Hoặc là có thể đắt hơn như kiểu Laureal thôi. Hoặc là Inumia. Ok, như vậy là video clip mình trải nghiệm cả Tulen cùng bộ trang phục nhà thám hiểm thì đấy hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.